Thưa quý cộng đoàn, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình đêm ca diễn nguyện bằng một sáng tác của Linh Mục Nguyễn Duy, bài hát Bước Theo Thầy qua phần trình bày của đôi song ca. Thưa quý cộng đoàn, nữ ca sĩ Diệu Hiền đến từ giáo xứ Chính Tòa Long Khánh, nam ca sĩ Xuân Trường đến từ giáo phận Sài Gòn. Cộng đoàn chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào đón tiếng hát của hai ca sĩ Diệu Hiền và Xuân Trường. Chính Chúa đã chọn con bước theo Ngài, nhận lãnh sứ mạng hồng ân. Bước theo Ngài, con đi đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, rạng rỡ tin mừng Đức Trời. Bước theo Thầy là đến ở lại hoa sen giữa sa mạc, yêu thương ý tình thầy trao. Bước theo Thầy, tim con thay lời muốn nói, con nên xin thuộc về Chúa, dân thân theo đường Chúa đi. Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tự do dâng hiến. Con đi theo Chúa cây nguồn mến cây tin, cho xuân vào đời, cho người nông ấm yêu thương. Bước theo Thầy để khám phá một tình yêu, yêu khôn cùng nhận thánh sẽ làm đường đi. Bước theo Thầy tìm con gắn liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa sống cho tin mừng Giêsu. Xuân Trường và Diệu Hiền xin được gửi đến quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn giáo dân của giáo xứ Bảo Thị. Mời quý vị cùng vỗ tay với con được không ạ? Chúa đã gọi và chính Chúa đã chọn con bước theo Ngài, nhận lãnh sứ mạng hồng ân. Bước theo Ngài, con đi đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, rạng rỡ tin mừng Đức Trời. Bước theo Thầy để khám phá một tình yêu, yêu khôn cùng nhận thánh sẽ làm đường đi. Bước theo Thầy, con tim thay lời muốn nói, con đây xin thuộc về Chúa, dẫn thân theo đường Chúa đi. Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tự do dâng hiến. Con đi theo Chúa khơi nguồn mến cây tin, cho xuân vào đời, cho người nông ấm yêu thương. Bước theo Thầy để khám phá một tình yêu, yêu khôn cùng nhận thánh sẽ làm đường đi. Bước theo Thầy tim con gắn liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa sống cho tin mừng Giêsu. Tim con gắn liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa sống cho tin mừng Giêsu. Con xin cảm ơn cộng đoàn để cảm ơn phần trình bày của hai ca sĩ đã đến với chúng ta bằng một bài hát rất ý nghĩa, rất hào hùng, khơi dậy khí thế, tinh thần sẵn sàng của người tông đồ theo chân Chúa Kitô để trở nên chứng tá tin mừng.